ảnh đi sang công chuộng, anh đi cưới vợ khác. Ôi trời ơi, anh đi cưới vợ khác năm nay đúng 20 năm là con em vừa tròn 20 tuổi, là anh không có thăm nuôi hay là cái gì hết, một mình em gánh là phải nuôi con luôn cả cha mẹ. Cha mẹ em? Tại vì mẹ em giữ con em mà, tất nhiên em phải nuôi luôn. Rồi sau này ảnh em lên Thủ Dầu Một em làm, rồi gặp lại ảnh cũng 20 năm ảnh xin là 20 năm gặp lại. Dạ, rồi ảnh mới xin là hồi tháng 10 năm rồi đó, là năm 2003 đó. Ồ, 23. Dạ, ảnh ấy bây giờ ảnh quay lại ảnh bù đắp cho mẹ con em. Và em cũng chấp nhận, thì về bữa trước bữa sau ảnh hỏi em mượn 60 triệu tiền mặt. Để làm gì? Anh nói anh đi đặt cặp mua dán gì đó. Mua bán chi vậy? Anh mua đồ thanh lý á. Rồi em nói là tiền này tiền của em để dành để mua đất để cất nhà để ở, tại em không có nhà cửa gì hết, em màng nuôi con dành dụm được có nhiêu đó thôi em ơi. Rồi em cũng đưa cho anh hứa qua ngày sau anh trả, qua ngày sau anh cũng đến thân vậy đó. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận phải là rất nhiều các cô các chú anh chị ở về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Có nhiều trường hợp là con lừa cha mẹ là chuyển tiền chuộc thế nọ chuộc thế kia, nhưng thực sự là con mình lên kế hoạch. Còn có rất nhiều trường hợp là vợ mình lên kế hoạch, nhưng đây tiếp tục một hôm nay một cái câu chuyện tiếp theo, không phải vợ lên kế hoạch mà chồng lên kế hoạch, phải là một cách rất hoàn hảo. Đến giờ phút này phải nói là em gái hiện nay đang khóc, còn là từ sáng giờ hết nước mắt. Câu chuyện thực sự là rất cảm động và rất thương cho các chị em phụ nữ đã bị những người đàn ông lấy lòng thương, tình thương và sau đó là gạt, thực sự là rất tội nghiệp. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Dạ. Em cho anh biết em tên gì? Dạ em tên Võ Thị Kiều. Kiều, Kiều nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 1983, năm nay 42 tuổi. 83 năm nay 40, 83 năm nay 41 thôi. Dạ. Em quê quán ở đâu? Dạ quê em Bạc Liêu. Ồ, hiện nay em đang sinh sống ở đâu? Em ở trước thì em ở bên ấy, bây giờ em lên sống ở đường Lê Hồng Phong, Thủ Dầu Một. Ồ, Bình Dương hả? Dạ. Ồ, Kiều được mấy người con rồi? Dạ có đứa một, đứa con gái. Còn con em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 21 tuổi. Con em còn học không? Dạ không. Ờ, đi làm chưa? Dạ nó lấy chồng rồi. Ồ, vậy là hiện nay em đang ở với ai? Mình ơn à. Mình luôn hả? Dạ em... Sao hôm nay em khóc dữ vậy? Dạ em lên đây em tìm chồng em. Nên tìm chồng. Em cho anh biết là chồng em họ tên là gì? Dạ, ảnh tên là anh Trần Văn Ngoan. Trần Văn Ngoan? Dạ. Ngoan Kiều? Dạ. Kiều Ngoan, ôi giời ơi. Chồng em năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 1982. Ồ, 1982, em 1983 hả? Dạ. 2 tuổi là chồng em quê quán ở đâu? Ở Sóc Trăng. Còn em? Em Bạc Liêu. Sóc Trăng, Bạc Liêu gần không? Dạ, gần. Ồ, trước là mình quen nhau là quen ở đâu, gặp nhau ở đâu? Em hồi trước thì em đi cắt lúa mướn rồi quen nhau. Thế là quen nhau lâu mới cưới? À, không có cưới, em quen nhau rồi ảnh nói là gia đình ảnh mẹ thì chết, còn có cha mà cha thì nghiện rượu. Úi giời. Rồi ảnh xuống nói rồi ba em ảnh mới nói. Ba em nói là ba em không cần gì hết, chỉ có người lớn là được. Rồi ảnh cũng không ấy gì hết trơn, rồi em cũng ảnh dụ em đi theo ảnh. Ồ, dụ đi theo luôn. Dạ em đi theo ảnh tại gia đình nó cũng nghèo, em đi theo. Về tới quê ảnh thì không mấy tháng sau thì em phát hiện em có bầu. Có bầu bắt đầu ảnh bỏ em. Bỏ em rồi em cũng đi tìm ảnh, đi tìm tới tận cái nhà ảnh. Rồi em ở đó gần ngày sanh thì em ở đó em sanh. Nè em, nè em ở đâu? Dạ. Ở nhà nhé. Ở xã Vĩnh Quế, ấp Vĩnh Đồng, huyện Ngã Năm. Tỉnh Sóc Trăng hả? Dạ. Rồi em sanh xong mới 20 ngày à, ảnh cứ bỏ em nhịn đói nhịn khác ở nhà vậy đó. Trời. Ảnh qua nhà chị, ảnh cách đó em mới sanh em không biết làm gì hết. Mẹ em thì nghèo, em chỉ đợi mẹ em về đúng 20 ngày em chịu hết nổi rồi. Em mới bồng con em theo mẹ em đi làm. Rồi đi làm rồi cách đó cả tháng sau ảnh đi sang công chuộng, ảnh đi cưới vợ khác. Ôi trời ơi. Anh đi cưới vợ khác năm nay đúng 20 năm là con em vừa tròn 20 tuổi. Trời. Là anh không có thăm nuôi hay là cái gì hết, một mình em gánh là phải nuôi con luôn cả cha mẹ. Cha mẹ em? Tại vì mẹ em giữ con em mà, tất nhiên em phải nuôi luôn. Rồi sau này ảnh em lên Thủ Dầu Một em làm, rồi gặp lại ảnh cũng 20 năm ảnh xin là 20 năm gặp lại. Dạ, rồi ảnh mới xin là hồi tháng 10 năm rồi đó, là năm 2003 đó. Ồ,
23. Dạ anh ấy bây giờ anh quay lại anh bù đắp cho mẹ con em. Ừ. Và em cũng chấp nhận, thì về bữa trước bữa sau anh hỏi em mượn 60 triệu tiền mặt. Để làm gì? À, anh nói anh đi đặt cặp mua dán gì đó. Mua bán chi vậy? Anh mua đồ thanh lý á. Rồi em nói là tiền này tiền của em để dành để mua đất đi cắt nhà để ở. Tại em không có nhà cửa gì hết. Em mang nuôi con dành dụm được có nhiêu đó thôi. Em ơi. Rồi em cũng đưa cho ảnh, anh hứa qua ngày sau anh trả. Qua ngày sau ảnh cũng tính thêm vậy đó. Rồi anh mới về ở chung. Dọn về ở chung là lúc đó ảnh ở Tân Quốc Khánh, ở Tân Nguyên. Còn em ở khu Dòng Một, rồi ảnh mướn nhà bên Tân Nguyên á. Anh ở, rồi ảnh kêu dọn chung ở, mới ở chừng chưa đầy tháng. Cái ảnh mượn em lần 10 triệu mà mượn nhiều lần lắm. Là em tính là 6-7 lần luôn á. Rồi em cũng thấy em cũng không nói. Có lần anh mua đồ thanh lý nặng, anh ấy lỗ 170 triệu. Anh về anh mượn vàng em đi cầm, em cũng có nói vàng này là của hai mẹ con dành dụm để vàng không? Mượn của em hai cái mấy vàng 4 số 9 á, là em mặn dành dụm để sao em đưa vàng em dành dụm khó mà em đưa người vàng dễ dễ dàng vậy? Anh nói là anh cầm rồi anh chuột là anh trả em, rồi anh cầm xong rồi em cũng giấu con em luôn, rồi cầm rồi không chuột đất hết, anh có không chuột, anh nó chuột hết nổi rồi không chuột nữa, rồi em cũng không nói. Không nói mà em không biết làm sao mà anh nói hôm nào anh lại bỏ em mà anh còn vô khống em rất là thậm tệ. Anh nói em á đàn bà không biết mua quần áo thì sao không biết được, anh bỏ em mấy chục năm trời. Em chỉ tiện chút tiền để dành mua nhà, tại em không có nhà cửa gì hết. Mà vậy mà mấy anh bỏ em thời gian em buồn em đi kiếm. Có đi kiếm bên bạn ảnh là bên mua đồ thanh lý á, em có gặp người bằng chung với ảnh, em hỏi người ta, em nói ảnh đi bỏ em đi tìm, em hỏi người đó thấy mà em biết mấy người đó biết người ta không có chỉ. Rồi ảnh mới điện về ảnh chửi em, ảnh nói tao giờ tao có vợ rồi mày đừng đi tìm, mày đừng làm phiền tao nữa. Mày đi thưa đi, tao còn chấp mày nhanh một chút mà chửi em đụng má đụng mẹ. Trời. Rồi em anh xin phép ngắt lời em cái này. Dạ. Trước đây là theo như em chia sẻ là em và chồng em trước đây ấy, gọi là chồng. Dạ. Quen nhau thời gian là dắt nhau là cùng về ở chung. Dạ. Sau đó em có bầu. Dạ. Là chồng em biến luôn. Dạ biến luôn 20 năm trời. Rồi xong rồi. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, Elibut chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm cà rô, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Đi mua đất, nói chung là bán đất, bán đai ruộng đi đúng không? Để cưới vợ khác. Dạ. Thời gian đó em có biết là người ta có vợ khác không? Thời gian đó em biết ảnh cưới vợ luôn, nhưng mà em không có làm gì hết. Tại em nghĩ ảnh bỏ em đi làm nuôi con thôi, lúc đó con còn rất là nhỏ. Vì vậy mình cam chịu ha. Dạ, mà rồi. Em biết anh cứ giả trong ngày đó luôn. Sau đó là em về Bình Dương em làm việc. Mà từ ngày đó đến giờ phút này là chồng em không ngó ngàng gì luôn. Không có ngó, không thăm con. Không có thăm con bên cả dòng họ bên nội luôn. Cũng không thăm luôn. Không thăm, không dòm. Rồi, cơ duyên nào mà em gặp người ta tại Bình Dương? Tại vì đó, lúc trước đó, em đi làm ở Bình Dương nè. Em lúc trước làm ở Đồng An chứ không phải đòi Bình Dương. Rồi con em nó mới làm ở Hủ Dầu Một nè. Nó nói thôi mẹ ơi, hai mẹ con mình dọn đây ở. Rồi gần chỗ con làm. Rồi em mới vậy thôi, kệ hai mẹ con mình dọn ở thì con mới làm em ở nhà thôi. Tại vì chỗ lạ không biết được đi. Rồi con nhỏ em ấy, nó mới về dưới ngã năm đó, nó coi bói. Nó coi bói rồi thì sao mà nó đều ra mới biết lại. Rồi không biết thì sao mà anh lấy được cái số điện thoại bên ảnh, nó lấy được số điện thoại con gái em. Rồi em không biết rồi liên lạc với con gái em, rồi con gái em cho số điện thoại em, rồi các bạn Zalo mà em quên ảnh rồi, em không nhớ. 20 năm là quá quên rồi đúng không? Dạ, em quên, em không nhớ gì hết trơn á. Em hỏi anh là ai mà điện cho tôi. Ảnh nói không quen mà sao các bạn. Mà thiệt tình em không quen, em không nhớ luôn. Mà ảnh đối xử em thì không, em không biết. Rồi, thế là hôm đó nói chuyện Zalo đúng không? Dạ. Mấy ngày sau thì mình gặp mặt? Có 2-3 ngày sau á. Anh ấy tìm đến tận nhà em luôn? Dạ. Mình đến là hôm đó gặp nhau, tại sao mà mình còn tha thứ được cho anh ta?
Tại vì em nghĩ ảnh cái khói hận này kia, em thì rất là thương ảnh. Em nói thật, em rất là thương ảnh. 20 năm trời em không bước tới người khác. Tại trong lòng em còn thương ảnh rất là nhiều. Rồi em cho anh hỏi này. Cái thời điểm mà bắt đầu gặp nhau dạ, là em có hỏi anh ta là anh đang làm nghề gì không? Ảnh em mua đồ thanh lý ở công ty mà. Cái em có thấy không? Em thấy anh đi mua vậy thôi, nhưng mà mua nhưng mua biết. Thanh lý công ty là mua gì? Ảnh cũng như mua rác hay mua gì? Ảnh đi mua sắt dụng hay là dán, người ta không xài nữa, người ta bán cho ảnh, rồi ảnh mua, ảnh bán cho người khác vậy đó. Em có thấy không? Dạ em không thấy. Anh ta đi bằng xe phương tiện gì? Dạ xe Honda. Honda mà mua đồ công ty thanh lý? Dạ. Thế em có hỏi là từ ngày anh bỏ tôi, anh lấy vợ khác đến giờ phút anh dành dụm được nhiêu tiền, em có hỏi không? Có, ảnh không có đồng bạc nữa trơn á. Không có đồng? Dạ không. Vậy em là ảnh không có đồng bạc nữa. Em nghe nè. Dạ. Sai cho em đó. Nha. Dạ. Sai cho em. Vì một người đàn ông người ta đã phụ bạc với mình, phải là thời gian thì nó quá cay đắng rồi. Dạ. Người ta bỏ mình khi thời điểm mà bắt đầu mình sinh con, xong người ta cưới vợ tức thì. Đúng nhở? Mà từ đó đến giờ phút này không ngó ngàng, không thăm con và không mua bán, không trao đổi, không gửi tiền để nuôi con, không cân đường hộp sữa, không biết là em cuộc sống em ra sao. Đến khi gặp lại và người ta trên răng thì dưới đạn, mà em tự nguyện em ở với người ta, đó là cái bài học của em, em sai hoàn toàn nhé. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Thế tại sao em không hỏi là người ta là anh dành dụm được bao nhiêu tiền? Em có hỏi anh ấy, anh đi mua đồ anh lỗ lã. Lỗ thì những người đàn ông bất tài như vậy mình không ở nữa, người ta bất tài vô dụng rồi, đúng chưa? Dạ. Cái tuổi này là chồng em là trên 40 rồi, bất tài vô dụng, mà trên răng dưới đạn này là em còn ở đây làm gì để hành em à? Thế tại sao mà ở với em mà lại em lại công khai những số tiền của em sao mà anh ta mượn? Ảnh tại vì em á thì không có biết thể ra tại em, tiền con em á đưa cho em với tiền em mặn là em dành dụm em cắt không à, em để tiền mặt rồi với em sánh vàng thôi, ảnh về đó ảnh thấy. Lẽ ra mình phải cảnh giác cái người đàn ông này ngay từ ban đầu, dù rằng ở mình phải thử lòng người ta, phải cảnh giác 5 năm 10 năm, đúng chưa? Dạ. Nhưng đây tự dưng này em lại giao hết toàn bộ toàn quyền cho em, mà những số tiền đó là không phải tiền của em mà tiền của con em mà dành dụm 20 năm nay rồi, mà em đưa người ta một cách dễ dàng như vậy. Mỗi một lần em đưa tiền như vậy là người ta phải hứa hẹn với em, thì xong cái lần hứa hẹn đó đến ngày kết thúc người ta có trả tiền em không? Dạ không. Không trả, tại sao em không nói? Em có nói là em nói tiền con em, anh nói là anh chưa có tiền. Chưa có, cút tiền. Luôn, cút. Cút luôn, bấm nút. Rồi bây giờ em đòi anh tiền á, lúc em đòi anh tiền là anh chốt anh đi luôn vậy đó. Em có mặt con gái em nói anh đi thì anh trả tiền đó cho em. Tại vì em mặn cực khổ lắm, anh nói nhiêu tiền không nhầm gì anh. Em nói tuy không nhầm gì anh, nhưng mà em mặn nửa cuộc đời em mới được dư được nhiêu đó để em cắt nhà. Nói chuyện dẫn chơi không nhầm, thế bây giờ ông đã có cái gì chưa? Sao em không hỏi là ông bỏ tôi thì ông lấy vào khác, ông đã có cái gì chưa mà ông đã không nhầm? Số tiền đối với tôi hoặc đối với ông là quá lớn, đối với người khác là không ăn nhầm thì có thể nghe được. Lúc anh bỏ em, anh thêm hai đời vợ luôn. Trời mà thêm một người ở Đồng Nai thì em không biết thiệt, nhưng ảnh từ ngày anh ra đi bên ảnh nói em mới phát hiện được. Ơi vậy mình còn mình mơ hồ gì nữa em tính là em vớ được cục vàng à? Hả? Trời ơi sao dại vậy em? 20 năm nay em không có đàn ông em sống được, đúng chưa? Dạ. Tại sao bây giờ đến giờ phút này, phút chót rồi, phút 90 thì em lại cần đàn ông chi vậy? Dạ tại em suy nghĩ là ảnh hối hận anh quay lại. Hối hận là người ta bù đắp. Bù đắp là gì? Bù đắp là phải theo đeo vàng nha, tháo đeo vào cổ em. Hôm nay anh về bù đắp em 5 cây 10 cây, ngày mai đưa cho em bó tiền. Anh đang làm nghề này ổn định, nghề kia ổn định, bây giờ em cứ ở nhà thôi, anh nuôi em. Dạ. Được chưa? Anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng suốt quãng đời còn lại. Đó là những người người ta tốt. Còn bây giờ người ta bù đắp. Bù đắp cái gì? Bù cho em đêm cây hai á, ban ngày thì lột vàng lột tiền của em, đó không phải là bù đắp. Đây là người đàn ông lợi dụng, người đàn ông sở khanh. Từ cái lúc em hết tiền là anh tới ngày anh cứ tìm cái sai của em ra anh đòi bỏ em không à. Trời ơi em ơi, em dại quá em ơi. Thế là chồng em đi lâu chưa? Dạ đi hồi mùng 10 tháng 5 á. Mùng 10 tháng 5. Dạ. Đến giờ phút này là ngót một tháng rồi. Dạ anh chặn hết liên lạc của em. Em đã tìm ở những đâu rồi? Thì em có biết tiệm đâu đâu, em biết ảnh mua đồ thanh lý với bạn ảnh ở Ta Nam Tân Nguyên này mấy chứ. Anh giải thích cho nghe này. Cái người đàn ông mà người ta đã bươn trải mấy chục năm liền và đã từng mua bán thì không bao giờ có chuyện mà lỗ tới mấy trăm triệu. Đúng không? Dạ. Vốn bỏ ra 50 triệu mà lỗ tới 170 triệu thì anh thấy một điều vô lý. Đúng chưa? Dạ. Cùng lắm là không có lời thôi, mất công thôi. Nhưng đó là một cái bài học, nhưng lần sau người ta sẽ có lời nhiều hơn nhiều. Đó là những người có đàn ông có kinh nghiệm hoặc những người buôn bán. Thế còn người đàn ông này là người ta như thế này, người ta lừa em ngay ban đầu. Nếu ngay ban đầu tiên
em đến với ông ta hoặc là em sống với ông chồng này, em gọi điện anh Công ơi, anh Hải ơi, hoặc các anh ơi giúp em ấy, tư vấn giùm em một cái một, em cho anh cho em nhấn nút ngay lập tức, không bao giờ cho em quen mà không bao giờ cho em ở. Nhưng tại sao mà em không gọi, giờ là em mới gọi? Tại em không biết đường á, rồi em lên mạng em câu em mới phát hiện được đó. Thời gian đầu không coi đi, trời ơi giờ sao gỡ được. Tổng cộng em đưa cho ông ta là bao nhiêu tiền? Hai cây vàng 4 số 9 với thêm 100 ngoài triệu. Hai cây vàng 4 số 9 là hai cây vàng bây giờ khoảng 150, đúng không? Dạ. Mấy lại 100 ngoài, hơn 100 triệu nữa. Dạ. Là 250, gần 300 triệu. Khoảng chính xác là... Anh đi rồi, trong mình em không còn đồng nào hết chứ. Mà sao em đưa sạch sẽ luôn à? Anh lấy sạch sẽ hết trơn luôn, trời anh ơi. Mới đi. Tới em... là ngày cuối cùng em còn được chỉ vàng 49 với 7 triệu. Anh ấy, anh lấy anh đi đặt cọc, em đi làm để tiền ở nhà. Anh lấy anh đi đặt cọc rồi, anh đi luôn. Rồi, đặt cọc ở đít người ta luôn, đặt cọc ở đít cô khác. Thế đấy là đặt cọc đít cô khác rồi. Trẻ hơn là người ta có tiền mà. Người đàn ông người ta bắt tài vô dụng này mà anh rất lấy làm tiếc, mà tại sao em thiếu suy nghĩ vậy? Cái người đàn ông người ta đã không, người ta làm cho một mình vố quá đau như vậy rồi, đúng chưa? Dạ. Mình đang bầu bì, mình đang con cái nhỏ xíu mà người ta lấy vợ khác ngay tức thì mà trước mắt mình, mà em đến giờ phút này mà mấy chục năm qua rồi mà mấy đời vợ nữa rồi mà em vẫn còn tiếp tục, mà đến giờ phút này người ta trên răng là dưới súng, đúng chưa? Người ta đâu có gì đâu, lẽ ra người ta bỏ em 20 năm đó, người ta bù đắp cho em bây giờ ít nhất là phải đi xe 4 bánh, phải đi xe tiền tỷ trở lên. Cái thứ nhất, cái hai phải có nhà, có cửa, có công việc ổn định và có thu nhập. Bây giờ rước em về, đó mới là bù đắp. Còn bù đắp mà đang ở phòng trọ khác mà đến phòng của em ở chung, đấy là không phải là bù đắp. Mà bù đắp có bao nhiêu lột em, đấy là không phải bù đắp, chẳng qua em thiếu sự tỉnh táo. Trời ơi. Nên là cả 300 triệu này là so với em là lớn hay nhỏ? Rất là lớn, tại vì em mang rất là cực khổ, em đi giúp việc nhà chứ. Anh nói thật đây, là em năm nay 41, 42 tuổi mà anh nhìn anh nói thật, nói em đừng buồn. Dạ. Anh nói chân tình, anh nhìn em phải 50 tuổi rồi. Trên 50 tuổi, 55 tuổi rồi. Đúng không? Tóc tai, một người phụ nữ tóc tai đến giờ phút này không sửa soạn luôn, ăn quan tít. Đúng không? Quần áo thì ăn mặc cái này già trước tuổi rất nhiều, mà đặc biệt là nhìn em rất kham khổ luôn. Con mắt cực buồn. Đó. Hai bàn tay nhăn nheo luôn theo năm tháng, và nó bươn trải quá nhiều mới dành dụm được số tiền này. Một số tiền này đối với một người công nhân hoặc đối với một người bình thường là rất khó. Đối với những người có công việc nghề nghiệp ổn định thì nó là quá bình thường, một vài trăm triệu. Nhưng đối với những người phụ nữ như thế này, mình nói thật, nói thẳng, khẳng định là rất khó, thậm chí cả cuộc đời không dành dụm được. Bởi vì sao? Có lúc có việc, có lúc không có việc. Hôm nay làm được, đó là ngày xưa cơ hội nó dễ cho em. Còn bây giờ là cái cơ hội mà để kiếm tiền, kiếm việc không dễ như ngày xưa em ạ. Để bây giờ mà em dành dụm được từ giờ về đến 60 tuổi mà tiếp tục quãng đời còn lại mà em dành dụm được khoảng 200-300 triệu là rất khó đấy. Dạ. Anh nói chuyện rất nghiêm túc đấy. Con em biết chưa? Dạ con em nó biết, giờ nó cũng không thèm nói nữa, giờ nó... Buồn em không? Buồn. Tại mẹ đúng không? Nó nói, lúc đầu nó nói với em rồi mà em suy nghĩ anh năn nỉ quá. Trời, em lén. Nó nói mẹ con á, cha đi mấy chục năm nay, con không biết cha là sao, cha thì con có thương, con nhìn, nhưng mà tin tưởng thì con có tin tưởng. Đó. Mà em thấy anh năn nỉ quá, em lén. Năn nỉ như năn nỉ bằng cái miệng. Ai mà không làm được, người ta nói chuyện ngọt không em? Dạ, rất là ngọt. Trời ơi, nói chuyện ngọt, phụ nữ mà nói chuyện ngọt thì thôi đúng là móc hết. Em moi hết. Anh đã biết được tâm lý rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay nói chuyện ngọt là móc hết. Khổ chưa? Em đưa tiền dễ dàng mà em kiếm tiền khó mà em đưa tiền dễ dàng vậy? Đợi em nghĩ anh hỏi em. Em đưa tiền như một đại gia ấy. Chồng có hỏi tiền em đưa cho là 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu cây vàng liên tục như vậy hả? Em còn tiền không? Dạ em không còn cái gì nữa. Nếu có em còn tiền là chồng em chưa đi. Nha. Em còn tiền anh Hải khẳng định với em là chồng em sẽ moi bằng hết. Nó sẽ ở một đứa khác. Không bao giờ nó ở với em đâu. Dạ. Khổ chưa? Giờ mất hết luôn. Dạ mất hết luôn, bây giờ em không còn gì nữa hết á. À, em không nói sớm mà bây giờ em mới lên đây. Em rất muốn luôn mà em không biết đường nào. Tội nghiệp vậy. Em thì em không biết chữ nữa, rồi em biết đường ơi. đi đâu hết. Em từ trước có xem trên mạng xã hội không? Dạ em mới có điện thoại chừng nửa năm nay thôi. Trời ơi. Khổ quá trời khổ, giờ mất hết luôn. Giờ mất hết luôn, bây giờ em đi giúp việc nhà cho người ta mà mặn không nổi, em cứ suy nghĩ hoài. Đúng rồi, tư tưởng suy sụp rồi. Tư tưởng không này làm sao mà làm ăn được. Về thì sáng đêm em không ngủ được, em cứ nằm qua lăn lại ngủ nè. Tiết số tiền đúng không?
Bây giờ mất trắng, nhà không có. Bây giờ tại sao mà vàng đó em không gửi ngân hàng, tiền em không gửi ngân hàng, cần gì phải thẻ ATM? Tại vì á, em với chữ con gái em nói để từ từ nó đi gửi mà em không ngờ lại gặp lại gì. Ơi, nếu em gửi ngân hàng thì trước khi em lấy là con em sẽ biết, đúng không? Thì ngon ăn rồi. Anh có nhiều người phụ nữ lăn lỉ đưa cho anh mượn tiền nên gửi giữ giùm nó, anh không dám cầm luôn này. Bởi cầm tiền người ta mình đâu có ăn được, cầm chứ ấy. Mà đây em là người ta đàn ông này, người ta nói chuyện ngọt, người ta dụ em, anh sẽ lo cho em, nhưng mà em thiếu sự tỉnh táo. Vì người đàn ông này người ta chỉ nói miệng thôi, người ta không có thực hiện được. Lẽ ra người ta phải có nhà, có xe, có công việc, rước em về ở, đúng chưa? Cho em làm những công việc nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Đó, em muốn làm ở đâu làm, đó là cái việc khác. Đó mới là thương em chứ. Đưa em đi làm đẹp, ok chưa? Đấy, một người phụ nữ năm nay 40 tuổi mà trông như là hơn 50 này, cô chú anh chị nhìn tội không? Thương không? Đó, có nghĩa rằng người đàn phụ nữ này người ta không có sửa soạn, người ta rất chịu thương chịu khó để dành chụp, bởi biết cuộc sống rất khó khăn, biết là không có nhờ cậy vào ai cả. Đấy. Tại vì em nghĩ mình một phụ nữ không có nhà cửa, rồi thêm nuôi con cực khổ, từ đó giờ em biết cái cực khổ, không có tiền, không có sống khó khăn, mượn tiền ta thì khóc là khó. Một người phụ nữ năm nay mới 40 tuổi mà tay xanh xao này. Này, tay xanh xao nổi gân gân chằng luôn, tội không? Đó, quá tội không? Tay nổi nổi gân luôn này, gân xanh luôn. Đàn ông người ta mới mới nổi gân này, phụ nữ mà tay nổi gân luôn. Đó, tội không? Ba mẹ gia đình em biết hết chưa? Dạ mẹ em rất là buồn, nó bệnh lên bệnh xuống rồi ba em bệnh nữa. Trời ơi, ai suy sụp mẹ nữa. Nhưng em nghĩ bây giờ là tại em hay tại ai? Dạ em biết tại em, nhưng mà dạ em cũng mong bây giờ anh lại trả cho em. Bây giờ ấy là em hãy nói chuyện rõ ràng lên để hy vọng chồng em xem được, chồng em suy nghĩ lại và trả lại toàn cho em toàn bộ số tiền và số vàng em đã dành dụm mấy chục năm qua. Em nói chuyện lớn tiếng lên. Dạ em đọc cũng... tên người ta lên. Bây giờ em cũng mong anh Hoàng á về cũng nghĩ tình em, nuôi con cũng mấy chục năm nay, anh qua về anh trả tiền cho em nữa, em có nhà cửa để em ở. Bây giờ em sống mà ơn em rất là khổ. Bây giờ ở đây không có quen biết ai hết, trong mình không có tiền. Bây giờ anh nữa chừng anh bỏ anh đi mà tiền em thì anh không có đưa lại cho em. Tiền số tiền nó đối với anh thì không có lớn, mà đối với em là rất là lớn, em bằng nửa cuộc đời của em được nhiều đó. Em cho anh hỏi này, ông lão chồng của em ấy, về ở với em từ ngày đầu tiên nói chuyện trên Zalo đến khi kết thúc mà ông bỏ đi là bao nhiêu thời gian? Hồi tháng 10 năm rồi đó, à là tới tháng 5 này anh đi á. Tháng 10 đến tháng 5 đúng không? Dạ. Vậy là mới thời gian mới có mấy tháng à? Dạ. Mà vét cho em của em toàn bộ số tiền đó. Dạ. Ở những ngày trước là ông ấy đi và ông ấy về, ông có phụ giúp gì em công việc gì không? Không có gì hết trơn á, thì ảnh cứ đi mua đồ thanh lý gì đó. Nhưng mà em có thấy mua không? Hay là ông đi mấy gái? Ảnh ảnh ông... đi mua vậy đó, em thì em không có biết. Em ảnh thì ảnh cũng không có cho em đi chung. Đấy. Nói chung là cái việc mua bán là em không từng thấy. Dạ. Trước nghe kia đấy là chỉ có nghe mua bán thôi. Dạ. Anh đang mua vé mua bán máy bay kìa. Anh đã có mấy công ty máy bay nha. Em có nghe được không? Có tin không? Anh có rất nhiều ngân hàng, em có tin được không? Dạ. Ngân hàng của anh, em có tin không? Thế cho nên là em giải quá em ơi, em chỉ có nghe thôi. Thôi quá giờ mất hết luôn này cô chú anh chị. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là một thông tin một người đàn ông mà hiện nay là chồng của em gái này thì báo tin giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bởi đây là cái thực sự là rất tội và rất thương cho em gái này. Bởi tin tưởng một người đàn ông đến giờ phút này là mất trắng rồi. Quá tội nghiệp luôn. Em có điều nào em muốn mong muốn các cô chú anh chị hãy giúp em để chia sẻ video này nhiều hơn nữa để sớm tìm được thông tin chính thức người chồng mà đã gạt em số tiền và số vàng đấy không? Dạ con, em cũng mong cô chú anh chị cũng giúp đỡ giùm cho em cũng rất là khổ mới được nhiêu tiền mà bị ảnh gạt hết. Con cũng mong là gặp lại ảnh, là anh trả lại số tiền cho con, cho em để mà em có cuộc sống. Bây giờ em sống một mình ơi, em rất là khổ. Tiền thì không có, nhà không có, bây giờ không biết về đâu, bằng thì không nổi. Bây giờ em cũng mong chia sẻ cái này lên để tìm ảnh, có ai gặp báo giùm cho đội của anh Hải giúp đỡ cho em. Khổ quá trời khổ luôn. Tổng số tiền là tổng số là 2 cây vàng, 4 số 9. Là vàng nhẫn hay vàng gì? Dạ em mua một cái chiếc
cái chiếc sợi dây chuyền mà có cái loại có hai con heo nằm dưới, là em nghĩ là sau này con mình đám cưới cũng có tiền cho nó, rồi với Nói cho một con chiếc kèn và thêm một chiếc lắc vòng tay. bán hết đi cho cô anh ta, Dạ bán tự em bán à, ảnh đem đi cầm chứ không phải em. cầm gì, cầm có giấy không, Dạ ảnh về ảnh giữ đâu hết rồi em. bán luôn rồi, cầm gì mà cầm, bán đứt đu đuôi nó con đồng lọc rồi. Thế là tiền, tổng số tiền bao nhiêu tiền em nhớ không? Mượn đầu tiên là mượn 60 triệu tiền mặt, là chính tay em đưa 60 triệu. Rồi ảnh lúc mà ảnh đi đặt cọc ảnh cứ mượn 10 triệu, 20 triệu, 10 triệu, 20 triệu, là mượn nó 6-7 lần luôn, em cũng đưa luôn. Nói chung là khoảng ngoài 100 triệu. Dạ, rồi với vàng nó là anh lấy hết luôn đó. Rồi tiền em bằng đâu em làm giúp việc nhà cho người ta mấy tháng lương đó là cũng được hai mấy triệu. Ảnh bán vô thẻ anh cũng lấy hết luôn. Trời ơi, cho em dạy giấy. Tại vì em không có thẻ rồi. Không có thẻ thì cầm tiền mặt đem gửi ngân hàng. Rồi 5 triệu cũng gửi được, lúc 3 đó triệu gửi ảnh được. rồi nó rồi bán vô thẻ anh đi anh cứ gom hết trơn luôn. Ơi em ơi, giờ mất hết rồi, mất cả chì, mất cả chài đó. Tội nghiệp quá cô chú chị ơi. Sao lại có một người phụ nữ phải nói là rất khờ thế này. Công nghệ thông tin mà thời buổi giờ 4 5 chấm mà em khờ dữ vậy Bây em. giờ anh đi ra anh cứ nói với bên ảnh là đàn bà gì mà không biết mua bộ đồ để bận, đâu phải em không biết đâu. Để dành tiền cho chồng lấy hết rồi. Dành tiền chồng lấy hết rồi. Trời ơi. Người đàn ông người ta rời xa em mấy chục năm thì lẽ là phải có một sự nghiệp rất lớn rồi, rõ ràng rồi. Cái tuổi này trên 40 rồi người ta phải có nhà, có xe, có đầy đủ công ăn việc làm ổn định, tháng thu nhập là 5 70 triệu, hàng trăm triệu rồi, thậm chí nhiều hơn nữa. Đó mới là những người đàn ông, người ta mới lo lót cho mình. Những giờ phút này là người ta trên răng mà dưới đạn này, lo cho em cái gì, ở phòng trọ lo em cái gì. Anh nói thật đấy, đúng chưa? Xong Dạ. lại về ở chung với em nữa, xong lại có đồng lương nào lột hết của em nữa. Ôi giời ơi, câu chuyện này đúng là khổ thật đấy. Ở đây là anh nói thật, đây không phải một bài học dành Dạ. cho em không đâu, còn rất nhiều chị em phụ nữ khác cũng giống như em ấy, nhẹ dạ cả tin, bị mấy người đàn ông trên mạng người ta dụ, người ta lừa sạch, có người mất hàng chục tỷ luôn. Có bà cô ở miền Trung 75 tuổi này, bị ông tướng sinh năm 86, năm nay có ba mấy, lừa có 15 tỷ 500 triệu à, ít à, có 15 tỷ 500 triệu à, giờ khóc tiếng mán luôn. Còn mà cái 5 7 tỷ mới 2 3 4 tỷ đi nhiều lắm. Bởi sao? Các chị em phụ nữ đấy, chồng em nói chuyện như vậy là em thấy đúng hay sai? Một bộ quần áo em không dám mua mặc, đúng chưa? Dạ. Nhưng mà tiền thì em dám đưa cho 5 70 triệu hàng cây vàng được. Vì sao? Người ta nói chuyện ngọt. Nhưng tại sao em không dám mua cho con em những bộ quần áo đẹp, hoặc đưa cho em con em chơi du lịch một vài triệu, 5 70 triệu, một vài chục triệu. Nhưng mà tại sao mà em lại đưa cho những người đàn ông hoặc thậm chí người chồng của em số tiền nó lên một cách dễ dàng như vậy? Vì người ta nói chuyện ngọt. Phụ nữ là nghe ngọt là dính hết. Mình không nói, dám nói là tất cả phụ nữ, nhưng mà đa số chị em phụ nữ là nghe tiếng ngọt ngào là sập hết, tắt điện hết. Nó đến giờ phút này là tắt điện luôn. Anh chẳng hết của em, chẳng hết tất cả, Trời và ơi. có